Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải sách giải tích 12 nâng cao. Bài ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em đó là bài thuộc chương thứ 3, chương ngư hàm tích phân và ứng dụng. Ta đến bài tiếp theo, đó là bài số 5. Bài số 5 đó là ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng. Trong thực tiễn cuộc sống cũng như trong khoa học kỹ thuật, người ta cần phải tính diện tích của những hình phẳng cũng như thể tích của những vật thể phức tạp. Chẳng hạn khi xây một nhà máy thủy điện, để tính lưu lượng của dòng sông, ta phải tính diện tích thiết diện ngang của dòng sông. Thiết diện đó thường là một hình khá phức tạp. Các em thấy câu dẫn khá là hấp dẫn đúng không? Đây là những bài toán thực tế nhé. Khi đóng tàu, các kỹ sư cần xác định thể tích của khoang tàu có hình dạng đặc biệt trước khi phép tính tích phân ra đời. Với mỗi hình và mỗi vật thể như vậy, người ta lại phải nghĩ ra một cách để tính. Sự ra đời của tích phân cho chúng ta một phương pháp tổng quát để giải hàng loạt những bài toán tính diện tích và thể tích nói trên. Được không? Nhưng mà ứng dụng thực tế của nó rất là lớn nhé. Trong bài 5 ta nói về ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng. Và trong bài 6 ta sẽ nói là về ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể. Trong định lý 1 bài 3 ta đã biết nếu y bằng fx là một hàm số liên tục và lấy giá trị không âm trên đoạn AB thì diện tích s của hành thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx chụp hoành và hai đường thẳng x bằng a x bằng b là s bằng tích phân từ a đến b của fx dx. Cái đây là khái niệm sinh ra định nghĩa tích phân á. Việc tính diện tích hình phẳng bởi giới hạn bởi các đường cong thường được quy về tính diện tích của hình thang cong bằng cách chia hình phẳng đó thành một số hình thang cong. Rồi ta đến ví dụ số 1. Diện tích của hình elip được tính như thế nào? Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi elip. Elip có dạng như thế này. Trục lớn là 2a, trục bé là 2ab. Phương trình của elip là x bình chia a bình cộng y bình chia b bình bằng 1. Giải ta tính diện tích s của 1/4 hình elip nằm trong góc phần tư thứ nhất, đó là một hình giới hạn bởi đồ thị hàm số. Rút y này ra nha. Như vậy thầy sẽ có là y bình chia cho b bình thì bằng y bình chia b bình thì bằng 1 trừ x bình chia a bình. Được không? Và tương đương với y bình thì bằng b bình nhân với a bình trừ x bình chia a bình. Sau đó thầy sẽ lấy căn bậc 2 vế nhé. Tại vì thầy chỉ biết cái phương trình của elip nằm ở góc phần tư thứ nhất thôi cho nên nó dương. Suy ra y sẽ bằng căn của b phần a là b phần a. Căn của a bình trừ x bình. B phần a căn a bình trừ x bình. Trục hoành, trục tung và đường thẳng x bằng a. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có cái tích phân, đó là tích phân từ 0 đến a của cái hàm fx dx. Ổn không? Rồi. Ta tính tích phân trên bằng phương pháp đổi biến đặt x bằng a sin t. Rồi đặt x bằng a sin t. Đổi đây là gọi là đổi biến lượng giác á, đặt x bằng a sin t. Sau đó chúng ta sẽ lấy vi phân hai vế nhé, dx. Rồi đạo hàm của a sin t thì ra là số ghi lại nè. Đạo hàm của sin thì ra là cos và ghi thêm dt vì đang đạo hàm theo biến t. Được không? Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ cho x bằng 0. X bằng 0 thì t bằng mấy? X bằng 0 đây. X bằng 0 thì t bằng 0.
x bằng a thì t bằng b chia 2. Hiểu chỗ này không? X bằng 0 có nghĩa là a sin t bằng bằng 0 tương đương với sin t bằng bằng 0. Bấm shift sin 0. À, shift sin 0 thì nó sẽ ra là t bằng bằng 0. Được không? Tiếp theo là a sin t bằng bằng a thì tương đương với sin t bằng bằng 1. Bấm cho thầy shift sin 1 thì nó ra t bằng b chia 2. À, mình chọn 0 đến b chia 2 thôi. Đây, tích phân trở thành là từ 0 đến b chia 2, căn bậc 2 của a bình. A sin t thay vô đây. Dx thì bằng a cos t dt. Được không? 0 đến b chia 2, a bình. 1 trừ sin bình thì ra là cos, cos bình. Được không? Căn bậc 2 của a bình đó, a là dương nhé, a là dương. Căn bậc 2 của a bình ra a nhân a là a bình. Căn bậc 2 của cos bình là cos, cos nhân cos là cos, cos bình. Được không? Ta giải thích cho bạn nè. Vì t thuộc đoạn từ 0 đến b chia 2 cho nên căn bậc 2 của cos bình sẽ bằng bằng cos, còn đúng bạn tránh nó phần trị đó nha. Rồi như vậy thầy sẽ có tích phân là s bằng ab, s bằng ab. Tại sao là còn ab ta? Ở đây là a bình, ở đây là b phần, còn a rút gọn chữ a đi thì còn là a ab, còn là ab thôi, s bằng ab. Tích phân từ 0 đến b chia 2 cos bình t dt. À, cốt bình thì bằng cái gì? Rồi tính cho bạn chỗ này nha. Chúng ta phải biết công thức hạ bậc thì chúng ta mới tính được cái tích phân này. Từ 0 đến b chia 2 dùng công thức hạ bậc nhé. Cốt bình thì bằng 1 cộng cos 2t chia 2 đi dt. 1 cộng cos 2t chia 2 dt bằng ab chia 2 thì viết ra trước đi. Nguyên hàm của 1 thì ra t, còn nguyên hàm của cos thì ra là sin. Và nhớ thể chia thêm cho 2, còn từ 0 đến b chia 2. Rồi kiểm tra đúng hay không nhé. AB chia 2 t sin 2t chia 2 còn từ 0 b chia 2. Sau thay số vô thì ra kết quả là ABB chia 4. Và diện tích của hình elip là gấp 4 lần lên BAB. Như vậy, từ đây chúng ta sẽ có công thức tính diện tích của hình elip là BAB. Nếu bạn hình dung tốt á, diện tích của hình tròn á, diện tích của hình tròn thì bằng cái gì? S hình tròn là bằng BR, BR bình, được không? BR bình chính là bằng B nhân R nhân nhân R. Được không? RR là hai bán, bán kính. Còn diện tích elip sẽ là B BAB, BAB. Trong đó dạng như AB là hai bán, bán kính mà tại vì hai cái này nó lệch lệch nhau á. Được không? Nhớ nhé, diện tích hình tròn là BR bình, còn diện tích elip là BA, BB, nó giống nhau thấy chưa? Được không? Elip cũng chỉ là một cái đường tròn mà nó hơi, nó không có đều hay bán kính thôi nha. Rồi, một cách tổng quát. Nếu hàm số y bằng fx liên tục trên đoạn AB thì diện tích x của hình phẳng giới hạn bởi độ thời hàm số y bằng fx chụp hình và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b là s bằng tích phân từ a đến b trị đối của fx dx nha, có trị để đảm bảo nó luôn, nó luôn dương á. Rồi ví dụ 2, tính diện tích s của hình phẳng giới hạn bởi các đường y bằng x mũ 3 trừ 1 chia x bằng 2 chụp hình và chụp tung. Đây đặt fx bằng x mũ 3 trừ 1. Ta áp dụng công thức nha. Tích phân từ 0 đến 2 trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 1 dx. Bây giờ ta sẽ tìm cách phá cái trị này ra bằng cách đó là chúng ta sử dụng bảng xét xét dấu. Bảng xét dấu này là x, thằng này là x mũ 3 trừ 1. Yeah, x mũ 3 trừ, chúng ta chỉ quan tâm trên cái khúc từ 0 đến 2 thôi. Cái nghiệm của x mũ 3 trừ 1 là số 1 ở giữa đây, số 1 đây là 0, bên đây là dấu dấu cộng, được không? Bên đây là dấu cộng, còn bên đây là dấu dấu trừ. Chúng ta chỉ quan tâm từ này đến này thôi nhé. Còn phần này bỏ đi, được không? Phần này bỏ đi, được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ tách tích phân từ 0 đến 1 cộng với tích phân từ 1 đến 2. Từ 0 đến 1 âm thì thêm cho nó dấu trừ, từ 1 đến 2 dương thì giữ nguyên. Đây bằng tích phân từ 0 đến 1
âm thì thêm cho nó một cái dấu trừ là thành là 1 trừ x mũ 3, cộng cho tích phân từ 1 đến 2 giữ nguyên, sau đó tính rất bình thường, tính bình thường sẽ ra kết quả là 7 phần bằng 2. Bạn bấm máy cũng được nha, bấm máy cũng được, bằng tính tay cũng được. Cái chỗ này để cho các bạn tự tính đi nha, tại vì dễ mà. Như hàm của một thì bằng x, như hàm của x mũ 3 á là bằng x mũ 4 chia 4, được không? Khó khăn nhất là cái bước tách này ra thôi, được không? Còn khi mà làm trắc nghiệm thì chúng ta cũng có thể bấm luôn nha, bấm luôn. Trong máy tính nó có sẵn hết rồi, tích phân trị đối này, x mũ 3 trừ 1 0 đến 2 bằng, rồi hy vọng là nó sẽ ra 7 phần 2, chính xác 7 phần 2 rồi. Rồi ta đến H1, tính diện tích hình phản giới hạn bởi đồ thời hàm số y bằng 4 trừ x bền đường thẳng x bằng 3 chục hoàn chục tung. Như vậy thầy cũng chỉ việc ráp gì thôi, ráp công, công thức thôi. H1 nha, f bằng tích phân từ 0 đến 3 trị tuyệt đối của 4 trừ x bình d. Rồi bây giờ phải xét dấu cho thằng này nha, xét dấu thằng này để bỏ trị ra. Thằng này là x, thằng này là 4 trừ x bình, này là từ 0 đến 3. Ở giữa đây nó sẽ có hai nghiệm, nó sẽ có 4 trừ x bình bằng 0 á, nó sẽ có hai nghiệm là cộng trừ 2, nhưng mà này có số 2 thôi, trừ 2 khỏi nha. Số 2 thì làm cho thằng này bằng 0, bên đây dấu cộng, bên đây dấu trừ, bỏ bớt những cái phần mà chúng ta không tính đi, được không? Đây là dấu cộng, đây là dấu trừ, ổn không? Ổn. Như vậy nó là tích phân từ 0 đến 2 trừ là x bình trừ 4 đi x, cộng cho tích phân từ 2 đến 3 4 trừ x bình đi x, được không? Được đúng không? Bằng x mũ 3 chia 3 trừ 4x cộng từ 0 đến 2 cộng 4x trừ x mũ 3 chia 3 cộng từ 2 đến 3, thay số vô. Thay số 2 vô thì ra được kết quả là trừ 16 phần 3. Được không? À xin lỗi, thầy xét dấu bị lỗi rồi. Ở đây 4 trừ x bình thì bên phải cùng dấu là dấu trừ nha, trước x bình đây là dấu cộng, cho nên ngay đây cần phải thêm một dấu trừ, còn ngay đây là phải bị lỗi dấu rồi, đây thì thêm một dấu trừ nữa nè. Đáng lấy chỗ này là vẫn là 4 trừ x bình thôi nha, vẫn là 4 trừ x bình thôi, đây là 4x trừ, còn thằng này mới ngược lại nè, đây là trừ 4 cộng. Như vậy cô thằng này sẽ ra là 16 phần 3 cộng cho ba trừ do trừ cho 16 phần 3, được không? Trừ 16 phần 3 thì kết quả còn lại là số 3. Giờ bấm máy cho thằng này nha, bấm máy thằng này thì đúng hay không nha. Lúc nãy tại vì xét dấu bị lỗi cho nên nó lộn củng một tí nha, anh tự xem lại cái chỗ xét dấu nha.
Rồi trong thời gian chờ máy tính thì ta nói lại một chút này. Bên đây là trừ, bên đây là cộng ha, đây là trừ, đây là cộng. Dấu cộng thì giữ nguyên ha. Là nó là 4 trừ x bình ha. Bỏ này đi, 4 trừ x bình. Được không? Rồi 4 trừ x bình. Còn ngay chỗ này để dấu cộng đi, ngay đây dấu trừ thì chúng ta phải đổi. Đổi dấu 4 trừ x bình thì đây là trừ cộng. Được chưa? Sau đó nhập thằng này vô con. À, cái kết quả của chúng ta là cái số này nè. 7.66 ha. 7.66666. Như vậy do lúc này lộn cho nên bây giờ chúng ta sẽ bằng 23/3 á. Cái này bị lỗi rồi nè. Bây giờ thay cái số 2 vô đây nhé. Thay số 2 vô ra 16/3, được không? Tiếp theo thầy sẽ thay số 3 vô chỗ này. Thay số 3 vô thì nó sẽ ra kết quả là trừ. Trừ 3. Được không? Và thay số 2 vô sẽ ra là trừ của 16/3 trừ với trừ kết hợp thành cộng. À, 23/3. Ok nha. Ok. Rồi tiếp theo ta sẽ tới cái chấm là để tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx, y bằng gx liên tục trên đoạn AB và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b, ta có công thức sau. S bằng tích phân từ a đến b trị của fx trừ gx d dx ha. Tích phân từ a đến b trị của fx trừ gx dx. Rồi ta đến ví dụ số 3. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi parabol y bằng 2 trừ x bình và đường thẳng y bằng trừ x. Như vậy chúng ta thiếu là x bằng a với x bằng b rồi. Để tìm x bằng a với x bằng b chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết ta tìm hoành độ giao điểm của các đồ thị bằng cách giải phương trình hoành độ giao điểm nè. Đây là phương trình hoành độ giao điểm nhé. Tìm ra được x bằng trừ 1 với x bằng 2. Như vậy hình phẳng đang xét giới hạn bởi đồ thị các hàm số là y bằng 2 trừ x bình, y bằng trừ x, x bằng trừ 1 và x bằng 2. Được không? Rồi. Theo công thức 2 ta có tích phân từ trừ 1 đến 2. Nên phải có cái trị nhé, có cái trị. Được không? Phải có cái trị. Nhưng mà tại sao mà ta bỏ được cái trị này? Tại vì người ta đã vẽ cho bạn cái hình này. Lấy cái đường ở phía trên á, lấy cái đường ở phía trên trừ cho cái đường phía dưới nha. Cái đường phía trên nó sẽ cao hơn đường phía dưới, này nó lớn hơn á. Được không? Lớn hơn với mọi x thuộc đoạn từ trừ 1 đến 2 á. Cho nên người ta sẽ lấy đường ở trên trừ đường ở dưới. Rồi ra luôn kết quả cho bạn đó là 9/2 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm đó là làm H2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng y bằng x cộng 2 và parabol y bằng. Như vậy đầu tiên thầy phải làm gì trước? Thầy phải xét cái phương trình gì? Phương trình hoành độ giao điểm ha, phương trình hoành độ giao điểm đó là x bình cộng x trừ 2 bằng x bình cộng x trừ 2 bằng x cộng 2 tương đương x bình trừ 4 bằng 0 tương đương x bằng cộng trừ 2 diện tích x bằng tích phân từ trừ 2 đến 2
của trận tuyệt đối của x bình cộng x trừ 2 em đi trừ cho cái đường trừ cho cái đường phía dưới nha, trừ cho cái đường đây được không, fx trừ gx nè bằng tích phân từ trừ 2 đến 2 của trị, thằng này là x bình trừ 4 ha. Yên tâm thằng này nó có hai, nó chỉ có hai nghiệm là trừ 2 với 2 rồi, lúc nãy ta giả rồi. Bây giờ vấn đề quan tâm là thằng này dương hay âm, muốn biết nó dương hay nó âm ha, thì chúng ta cứ lấy đại một cái số ta thay vào thôi. Ví dụ từ trừ 2 đến 2 á, nó có số 0, thay số 0 như đây, 0 bình lên là 0, 0 trừ 4 là trừ 4 ha, như vậy nó âm. Nó âm thì tất nhiên phải đẻo dấu cho nó rồi. Trừ 2 đến 2 là thành 4 trừ x bình đi, đi x được không, đây là 4x trừ x mũ 3 chia 3 xin lỗi cộng thôi, trừ 2 đến 2, nguyên hàm của 4 là 4x nha, nguyên hàm của x bình lấy mũ 3 chia 3 cộng từ trừ 2 đến 2 thay vô. Thay số 2 vô ra 16 phần tổng 3 trừ cho thay trừ 2 vô thì ra là trừ 16 phần 3 là cộng với 16 phần phần 3 là 32 phần phần 3 được không. Rồi để cho an toàn thì chúng ta sẽ bấm máy lại nha, đó là tích phân của trị tuyệt đối nè, x bình trừ cho 4 cộng từ trừ 2 đến 2 bằng 32 phần phần 3. Để tính diện tích của một số hình phẳng phức tạp hơn, ta phải chia hình phẳng đó thành một số hình đơn giản mà ta đã biết cách tính diện tích, chia nhỏ ra. Ta đến ví dụ 4. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng căn x chụp hình và đường thẳng y bằng x trừ 2, có nghĩa là y bằng căn x chụp hình là y bằng 0, y bằng x trừ 2, 3 cái y luôn, được không? Ta tìm hoành độ giao điểm các đồ thị y bằng căn x và y bằng x trừ 2, căn x bằng x trừ 2, kết quả được 4. Diện tích, nói chung là để làm được cái bài ví dụ 4 thì chúng ta còn phải vẽ được cái hình nha. Đó là nhu cầu bắt buộc rồi. Bắt buộc phải vẽ được cái hình y bằng căn x. Đây, y bằng x là đường này nha. Y bằng x trừ 2 là đường này. Cái phần hình phẳng là cái phần bôi đậm này. Được không? Cái giao điểm chỗ này là 4 nhé. Còn cái giao điểm chỗ này là 2. Được không? Như vậy chúng ta sẽ tính diện tích thằng này á, là tích phân từ 0 đến 2 này của cái đường phía trên là căn x ha. Được không? Từ 0 đến 2 có hai cách làm nhé, có hai cách làm. Một là chúng ta sẽ chia thằng này ra chỗ này nè, cộng hai này lại. Hai là chúng ta sẽ tính từ 0 đến 4 trừ cho diện tích tam giác này. Rồi trong sách nó bảo là trừ nhé. Rồi giờ thầy theo sách nhé. Tính tích phân từ 0 đến 4 của căn x. Rồi tích phân từ 0 đến 4 của căn x. Căn x là x mũ 1 phần 2, nguyên hàm lên là x mũ 3 phần 2. Được không? Đối với cái bài này thì không đòi hỏi kỹ năng tích phân nữa, bấm máy cũng được nha. Ra 16 phần phần 3. Diện tích tam giác ABC là 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông bằng 2. Diện tích còn tìm là 16 phần 3 trừ cho 2 là 10 phần 3. Được chưa? Cái này lấy hình lớn này nè, trừ cho diện tích cái phần tam giác màu trắng. Rồi ta đến chú ý sau. Chú ý tương tự bằng cách coi x là hàm của biến y, diện tích s của hình phẳng giới hạn bởi đường x bằng gy, x bằng hy. Hg là hai hàm số liên tục trên đoạn CD và hai đường thẳng y bằng c bằng d là s bằng tích phân từ c đến d trị của gy trừ hy d.
trị của g trừ h i d d. Chẳng hạn trong ví dụ 4, có hình h là hình phẳng giới hạn bởi đường cong x bằng y bình, đường thẳng x bằng y cộng 2 chục hòn y bằng 0 và đường thẳng y bằng 2. Do đó ta có thể tính được ngay công thức như sau. Rồi nó kêu là trong ví dụ 4 ha. Bây giờ sẽ làm lại ví dụ 4 bằng một cái kỹ thuật khác nha. Ví dụ 4 á, thì nó sẽ giới hạn bởi ba đường nè, y bằng căn x. Rồi gì nữa? Y bằng x trừ 2. Rồi gì nữa? Y bằng 0. Tôi có thể suy ra là x sẽ bằng là y bình. Rồi x bằng y bình. Rồi x sẽ bằng gì nữa? Y cộng 2. Và y bằng 0. Tìm thêm một cái y nữa nhé. Bằng cách chúng ta sẽ làm gì? Giải phương trình hoàn độ giao điểm. Phương trình hoàn độ giao điểm. À, cái này không phải là phương trình hoàn độ giao điểm đâu, mà phương trình này là tung độ nha, tìm y mà. Cái này gọi là phương trình tung độ giao điểm. Y bình bằng y cộng 2 tương đương, bấm giúp thầy luôn nha, y bằng mấy với y bằng mấy, bước 53 thôi. Hai với trừ một, được không? Hai với trừ một, ở đây là y bằng không, y bằng không. Còn ra kết quả này là trừ một với hai, nhưng mà bản chất là y bằng x căn x đó, thì y nó phải sao? Lớn bằng không, cho nên ra y bằng trừ một thì loại mất. Và cái x của thầy chính là tích phân từ không đến 2, trị tuyệt đối của y bình trừ y trừ 2 d. Vấn đề là cái này dương hay âm thôi. Thay số 1 vô này âm, cho nên nó đảo chiều một chút. Từ 0 đến 2 của trừ y bình cộng y cộng 2 d. Tính nguyên hàm thằng này ra, rác số vô là xong. Được không? Nguyên hàm của trừ y bình là trừ y mũ 3 chia 3. Nguyên hàm của y là y bình chia 2. Nguyên hàm của 2 là 2y. Còn từ 0 đến 2. Đây rồi. Bây giờ sao thay số 2 vô. Thay số 0 vô. Đây kết quả là 10 phần 3. Bây giờ thay số vô. Bạn có thể nhập hết biểu thức này. Bạn côn vô cũng được cho nó nhanh nha. Nhập hết thằng này nè, sau côn 2, côn 0. Côn 2 vô trừ cho côn 0 vô nhé. Được không? Như vậy bài lý thuyết ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở câu hỏi và bài tập. Các em xem trước cái phần bài tập này, cố gắng làm trước nhé. Đây 26, 27, 28. Trang 167. Ngày hôm sau chúng ta sẽ gặp nhau ở bài số 6. Đó là bài ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể tròn xoay. Xin chào tất cả các bạn.